bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tiền bạc và danh vọng. Trước đây khi nhắc đến điều này, người ta sẽ cho rằng hoang đường, nhưng thời gian gần đây có rất nhiều bằng chứng cũng như những lời tự thú của những người trong cuộc cho thấy điều này hoàn toàn có thật. Ký hợp đồng với quỷ đổi mạng người để trúng số. Tháng 6 năm 2020, trong một công viên ở phía bắc London, Daniel Hussein, 19 tuổi, đã đâm chết hai phụ nữ là Pippa Henry, 46 tuổi và Nicole Monmouth, 27 tuổi, với lý do hết sức đáng sợ. Tòa án hình sự trung tâm London tuyên bố vì để trúng giải siêu jackpot 321 triệu bảng từ Mega Millions, một dạng xổ số triệu đô đình đám ở Anh, Hussein ta đã thực hiện giao kèo với quỷ là truy lùng và giết phụ nữ. Chính thủ phạm cũng đã thừa nhận việc này. Tại nơi ở của Hussein, cảnh sát đã tìm thấy một bản hợp đồng viết tay được ký bằng máu. Bản giao kèo được viết cho một con quỷ có tên là Lucifer Trofocali, con quỷ phụ trách cai quản tiền nơi địa ngục, cam kết rằng anh ta sẽ giết 6 người phụ nữ trong 6 tháng. Sau khi khám xét, cảnh sát đã tìm thấy 3 tờ vé số mà Hussein mua sau khi giết người. Dựa trên những tư liệu thu thập được, cảnh sát khẳng định Hussein đang lên kế hoạch giết thêm người cho đủ số. Công tố viên nói rằng tội ác của Hussein là do anh ta tin vào Satan, anh ta tin rằng anh ta có thể giao dịch với ma quỷ, anh ta đã nghiên cứu loại tín ngưỡng này một thời gian. Thẩm phán tòa án Philippa Whipple nói trước tòa, anh ta giết người để đạt được của cải và quyền lực. Anh ta đã chọn con đường của riêng mình và bây giờ anh ta chỉ có thể nhận lấy hậu quả. Bán linh hồn lấy danh tiếng. Trước khi hợp đồng với quỷ của Hussein được công bố, trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp tương tự như thế, hơn nữa còn là đổi lấy sinh mạng của chính mình. Hãy nhìn lại Robert Johnson, ông là ca sĩ đồng thời là một tay chơi guitar cừ khôi của dòng nhạc blues. Yêu thích mãnh liệt với guitar từ khi còn bé, Johnson bắt đầu biểu diễn trên đường phố từ năm mười mấy tuổi. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không được đón nhận vì năng lực còn kém. Có một lần lên sân khấu chơi đàn, khán giả la hét, ầm ĩ, cười đùa giễu cợt Johnson khiến ông rất mất mặt. Sau lần đó, ông biến mất khỏi thị trấn một cách bí ẩn. Một thời gian sau, nhận được sự cho phép biểu diễn trên sân khấu từ danh ca Sun House, Johnson đột nhiên xuất hiện biểu diễn ở Banks, Mississippi. Ông khiến mọi người sửng sốt bởi ngón đàn điêu luyện, giai điệu hay đến quyến rũ lòng người. Đây là điều khó hiểu, vậy thì chuyện gì đã xảy ra với ông ta? Sun House cho biết, sau khi bị khán giả la ó chế giễu trong buổi biểu diễn trước đó, Johnson đã rời khỏi thị trấn, đi đến một ngã tư giữa đường cao tốc ở Mississippi vào lúc nửa đêm và chiêu mời một con quỷ. Con quỷ ấy hứa sẽ ban cho ông khả năng âm nhạc siêu nhiên miễn là Johnson từ bỏ linh hồn. Và rồi ông ta đã quyết định cho số mệnh của mình ngay tại giao lộ đó. Ca sĩ Johnny Shies nói rằng Johnson đã đánh đổi linh hồn của mình để có năng lực biểu diễn âm nhạc tuyệt vời và đó sẽ là một tài năng chưa từng thấy. Johnson đã thẳng thắn nói về thỏa thuận của mình, thậm chí không cần luyện tập gì cả, chỉ cần ngồi xuống, nghĩ đến các bài hát và biểu diễn một cách tự động. Khoảng thời gian đó là những năm 30 của thế kỷ 20. Cuối cùng, ông đã trả giá bằng cách phải trở thành thành viên của câu lạc bộ 27. Đây là một câu lạc bộ mà những người nổi tiếng tham gia đều chết ở tuổi 27, hoặc có chênh lệch thì cũng là trước và sau năm 27 tuổi một thời gian ngắn. Ví như, ca sĩ Peter Ham chết do treo cổ, ca sĩ Kurt Cobain chết do tự sát bằng súng, ca sĩ Amy Winehouse chết do ngộ độc, cùng một số nhân vật nổi tiếng đình đám khác ở châu Á như ca sĩ Yutaka Oyaki, Kim Jong-un và gần đây nhất là diễn viên nổi tiếng Cha In-ha.
các thành viên của câu lạc bộ 27 đã lấy linh hồn thánh khiết của mình trao cho ma quỷ để đổi lấy tài năng và danh vọng, nên theo thỏa thuận, khi đúng 27 tuổi thì buộc phải giao lại linh hồn cho quỷ Satan, không cách này thì bằng cách khác. Vì vậy, cái chết của họ luôn là điều bí ẩn và khó hiểu. Đổi linh hồn lấy danh vọng và tiền tài luôn là mục đích chủ yếu của những con người tìm đến và tôn thờ quỷ Satan. Đây chỉ là một trong những vụ việc được công khai, còn sự thật đen tối đằng sau đó có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vậy nên Halloween không chỉ có một ngày khi lòng người còn ác tâm và cuồng vọng thì ma quỷ vẫn còn tồn tại, không ngừng tìm cách gia tăng sức mạnh bằng sinh mạng con người.